Anh em có nhu cầu mua League CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop leaguerẻ24h.com. Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm cho ông em Hồ Tân Hiếu nha. Thì ông em Hiếu này bảo là chưa thấy mình bắn tay trái bao giờ cả. Thực chất là mình bắn tay trái rất là nhiều rồi anh em ạ. Có lẽ là ông em Hiếu này chưa xem những cái clip mà mình bắn tay trái thôi. Thì hôm nay mình làm clip kỷ niệm cho em Hiếu một quả clip tay trái nha. Câu ai vẫn còn này. Ồ, hay quá nhở. Như cái bắn hay thật. Phòng này bắn 12 round rồi à? 12 round mà nó bắn 7 round rồi, round thứ 7 rồi anh em ạ. Khả năng là hơi toang. Thôi bắn tạm. Bắn để cho em Hiếu biết là mình biết bắn tay trái không ạ. Đấy nhá, Hiếu nhá, anh bắn bằng lick của em mà cũng như là bắn tay trái luôn. Nói thực ra thì tay trái với tay phải là mình cũng 1-9-1-10 anh em ạ. Tay phải 10 thì tay trái phải 9. Mình bắn nó cũng không thua kém thì tay phải đâu. Mặc dù nó có thể là bắn ít đấy nhưng mà vẫn nhai được. À, thằng này vẫn thích ra cầu A. Ra đây. Đó. Cầu A là dở rồi. Solo cầu A với tôi là dở rồi. Mặc dù vào sau nhưng mà để tôi cố gắng, tôi gồng gánh, tôi lấy cái top cho ông em. Bắn ngay từ đầu top thì nó lại bình thường quá anh em hiểu không? AB này. Ủa, mẹ con VKS nào đi lên nhanh thật. Mình còn chưa kịp delay luôn ạ. Súng còn chưa kịp lên lòng. Mình lên đây bắn tốt đấy. Top bên BL. Nào, ra hết cầu A, bơi hết cầu A đây. Cầu A vẫn còn này, còn cái thằng nhân vật SWAT này. AB này. Ủa, bắn ghê vậy. Trời ơi, cái tem mình này. Ôi, thằng kia nó bắn khẩu với cái là ghê thế nhở. Khiếp, hai chục mạng rồi thì chơi gì. Hay quá, cậu bắn hay quá. Tay mình treo mất mấy thằng anh em ạ. Bảo sao nó móc lên nhẹ nhàng thế. Cứ bình tĩnh. Không yêu mà vội anh em ạ. Cầu A vẫn còn hai thằng. A này. Toàn treo không. Hay rồi. Đổi bên anh em ạ. Nào, sang BL nào. Chạy HL. HL ghê thế. Lướt. Trong B1 này. Trời ơi. Anh em thấy tôi bắn tay trái chưa? Được chưa? Uy tín chưa? Thải khả năng á. Lúc quay quanh cái chỗ B với AB thôi. Đó, thấy không? Vẫn là thằng top này, AB. Ông bạn này bắn được đấy. AB mà. Trời ơi, chết rồi gặp ông này. Ôi trời ơi. Căng nhỉ. Tem kia bắn vẻ căng đấy.
nào, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đầu A có một nha. Trời ơi, xuống lực B với tôi à? Đầu A này, đầu A này. Lực B xuống luôn. Làm gì? Bạn định làm gì tôi? Trời ơi, lại làm 5 thằng nữa anh em ạ. Chuẩn bị lấy top rồi. Đó, các ông thấy tôi bắn tay trái nào? Uy tín chưa? Lờ này. Đây mà. Quá phì. Trời ơi, nhẹ nhàng. 12 round à, cố gắng làm cái 3x nha. Còn có mấy round nữa là xong rồi, 4 round nữa. Lờ này đúng nhỉ? Ủa, được, được không ạ? Hello còn này. Rồi xong rồi, nó bắt mình rồi. Mạnh mẽ lên anh em. Anh em thấy tôi bắn cái HL kinh như vậy cơ mà. Đó, tay trái đấy không ạ? Cái thằng VL hóa lại bên GR treo xong vừa nó treo nó bị văng ra lại vào treo. Đéo hiểu treo làm gì mà ghê vậy? Thì vào chơi game toàn treo không vậy? Treo nó treo từ bên GR ấy. Xong rồi sang chuyển đổi bên sang BL nó bị văng ra xong lại vào lại nó lại treo. Anh em nào mà bắn không chơi hoặc là ăn uống gì thì có thể ra ngoài ăn uống hoặc là xong xuôi công việc gì đó thì vào. Được. Đầu B này. Trời ơi. Trong B. Mẹ của đấy đang nghe chết rồi chứ hả? Ôi chết kìa. AB này. Mất thời gian mong thần này đấy nhở. Treo quy B luôn. Rất mất thời gian anh em ạ. Rồi bây giờ thì không biết là nó chạy đi đâu. View cuối thì là ở AB, không biết giờ nó chạy đi đâu. Đục chết ạ. À, cái đổi tay trái đấy nhá, là anh em khi mà đổi tay trái là nó sẽ đổi tất cả của người khác sang tay trái. Đó. Chứ không phải là họ bắn tay trái nhá, mà mình bắn tay trái là view của mình nhìn thấy tất cả mọi người đều là tay trái. Nhìn tay trái, ví dụ như anh em chơi tay phải quen lâu rồi thì nhìn tay trái nó sẽ kiểu nó hơi bị ngượng. Hơi bị ngượng. Còn mình thì mình thấy bình thường. Anh em xem video chắc khả năng cũng thấy nó ngượng. À, bọn này vừa bay HL đông lắm mà. Đấy, vừa nói xong. Khiếp, 12 round mà vào sau 6 hiệp mà tôi vẫn làm 30 mạng rồi này anh em này. Quá kinh khủng. Ôi trời ơi. Được chưa? Tay trái được chưa? Vẫn bay HL này. Có một thằng chuyên gia xuống nước B. Ép lên. Anh em bắn hay thế nhở. Khiếp, hiệp này còn không được thằng nào cơ.
Trong A này. Hay rồi. Quá ổn áp. Bay HL. Đấy. Cánh 3 phát mới được 1 phát anh em ạ. Nó bay khó chịu quá, nó bay nhanh quá. Bắn 1-0. Lên đi hỡi những người anh em. Lúc B, lúc B. Làm gì bạn ơi? Trong A còn này. Úi trời ơi, lổ đầu. Được quá chưa? Ok win, 37 mạng, gần 40 mạng không ạ. Ôi, clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.